Xin chào tất cả các bạn, hôm nay đã đến với kênh Food Talk. Mình tên là Phúc, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cái cách câu cá mà không cần mắc mồi các bạn. Rất là thú vị. Đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn hôm nay. Đây các bạn, mình sẽ lấy một cái lưỡi câu như thế này. Đây. Mình sẽ lấy một cái lưỡi câu này là mình sẽ không cần mắc mồi như thế này. Đây là một cách câu cá rất là đơn giản nhưng mà rất hiệu quả, không cần mắc. Đây. Đây các bạn, đây là một chùm lưỡi câu. Các bạn nha. Đây là một chùm lưỡi câu. Đây. Bây giờ mình sẽ mắc vô cái mã lý này. Đây cái mã lý, mình sẽ mắc vô cái mã lý. Mắc vô đây. 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 Đây là cái chùm lưỡi câu mà mình có sẵn ở nhà đó các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ không cần phải mắc mồi, bây giờ mình sẽ mang ra mình câu cá các bạn. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi câu cá không cần phải mắc mồi. Kỹ nha. Đây các bạn, mình câu là mình câu vô đuôi nhé các bạn, chứ không phải là mình câu vô miệng các bạn. Đây. Con này là câu vào đuôi. Không phải câu vào miệng nhé các bạn. Đây. Câu không cần mồi thì mình cứ câu như thế này thôi, cứ thả xuống con móc vào đuôi kéo lên thôi. Đây là con thứ ba là nó móc vô trong cái bụng rồi. Con cá nó móc vô cái bụng rồi, thấy không? Đây, móc vô cái bụng chứ không phải là móc vô cái, con nãy là móc vô cái đuôi, con này giờ móc vô cái bụng. Đây, cá câu rất là đặc biệt các bạn.
con này là dính ngay cái đuôi các bạn. Đây là. Các bạn thấy chưa? Chưa bao giờ câu cá mà dễ dàng như vậy. Trời ơi, lá chim đi. Ây da. Mình là nhóm câu cá bá đạo nhất Vũng Tàu rồi đấy. Chì này là để cho mình quan sát để cho nó cái độ chìm xuống dưới nước. Nếu mà mình muốn câu cá to thì mình để chì to, còn câu cá nhỏ thì để chì nhỏ. Tại vì cá rô phi nó nằm trên mặt nước thì mình để chì nhỏ để cho nó cục chì nó vừa nằm trên cái tầm nước á, một gang thôi là mình giật tại dính cá đây nè. Bây giờ mình sẽ giật thử cho các bạn xem đây. Sẽ giật thử cho các bạn xem. Ok. Good. Chúa. Rồi, chăm phát cho
này rất là dễ dính các bạn. Đây bạn thấy không, móc vô bụng nha các bạn. Đây nó móc vô bụng này, thế là dính được con đấy. Đấy, câu cá không cần mồi nữa là như thế, không cần mồi các bạn. Đây chị Thoa thì các thứ cá rồi, chị cho chị Thoa các vung cần đã. Vô cho đuôi các bạn đây nè. Các bạn nhìn thấy kỹ không? Chưa bao giờ mà thấy câu cá dễ dàng như hôm nay. Hôm trước anh em này cũng đi câu cá, cũng vung cần ghê lắm, nhưng mà câu cá buổi được. Thank you.
kìa. Nó chạy kìa. Câu không cần mồi mà nó dính vô vây các bạn. Lúc đấy là bị trượt có một con á, lúc nãy cũng được một con rồi nhưng mà bị trượt. Thank you.
lợi phẩm của mình rất là nhiều. Thấy không các bạn, thấy không? Đây là chiến lợi phẩm của mình các bạn. Câu mà không cần mồi mà nó nhiều tới mức độ như thế này đâu các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi đi chuyền các bạn. Ba con cá to mình bỏ vô mình ăn các bạn.
sống để mang về nhà mình phơi khô. Đi làm sống